Khánh Vân. Dạ. Con học lớp mấy rồi? Dạ, học hết lớp S5 rồi. À, học trên trường á, con học lớp 5 chưa? Dạ, chuẩn bị lên lớp 5 cô mà chưa biết lớp cô. À. Di Bảo. Cảm ơn Khánh Vân nha. Dạ. Di Bảo. Dạ. Con học lớp mấy rồi? Em học lớp 4 chuẩn bị lên lớp 5. À, hai bạn học chung trường hả? Dạ không. Ờ. Mình đợi bạn Thủy vào ha. À, Thủy. Thủy ơi. Con học lớp 4 lên lớp 5 đúng không? Can you hear me? Okay, we Okay, the first part. This is the listening test. Phần đầu tiên là phần nghe ha. Rồi, do laptop cô bị hư rồi, phải nghe không có nghe được, cô đọc cho mấy đứa làm bài ha. Okay, there are eight people. One, two, three, four, five, seven. Oh, sorry, seven people. Seven people. Seven names. Có bảy tên và bảy người trong này ha. Mình sẽ nghe và mình sẽ nói tên vào từng người ha. À, Thủy ơi, con nghe con nói rồi đúng không? Mở mic giúp con nào. Dạ vâng. À, con cũng là lớp 4 lên lớp 5 đúng không? Dạ. Ờ. Rồi tụi con nghe nha. Bởi vì bên cô hơi mơ nên hơi ồn xíu. Part 1. Đây là part 1. Rồi.
Tụi con ghi 7 tên trong này vào sách đi. Mình nghe mình take note thôi. Mark, Anna, Ken, Jill, May, Hugo and Sue. Rồi, ba tên ở dưới nè. You ready? Listen to me. Listen carefully. Part 1. Rồi cô đọc cái đề trước nha. Look at part 1. Now look at the picture. Listen and look. There is one example. Rồi có một ví dụ rồi đó nha. Có một cái line này. Cô bạn tên là Anna. Rồi cô đọc luôn ví dụ đó luôn nha. Look. This is a photo of my favorite toy shop. That's nice. Anna, are you in the photo? Yes, I am with my mom. Are you holding your mom's hand, Anna? That's right. Rồi, cái đó là ví dụ nha. Là bạn Anna đang nắm tay mẹ của mình. Okay, now, continue. My friend. Hugo is in this photo too. Where is he? He is sitting on the chair. He is sitting on the chair. Is Hugo wear green glasses? Glasses? Bạn nào biết từ glasses không? Bạn Khánh Văn biết đúng không? Rồi mấy bạn biết rồi, được rồi. Cô đọc tiếp nha. Yes. Ở đây có hai người nha. Cố gắng cô đóng vai đấy. Rồi. Xong một bạn rồi đó nha. Tiếp một bạn thứ ba này. Is your friend's mom in the toy shop too? Yes. Her name is Jill. Is Jill wearing boots? Giày boots ha. Yes, and she is looking at a book about trees. She is looking at a book about trees. Next. That woman has got a big smile. Yes, her name is Sue. Sue? Yes. She is looking at that toy's mouse. It's funny. Yes, it is. Do you know that boy on the floor? Yes, that's Ben. That's Ben. What is he playing with? It's a train. It's a train. Ben loves them. Yes, I can see. And that man is my friend's dad. His name's Mark. Is he looking at the doll's house? Yes, it's my friend's birthday. Mark wants the doll's house for her. It's very beautiful. Yes, I'd like to have one of those.
Rồi xong part 1 rồi ha. Mấy bạn cần cô đọc lại không? Khánh Văn Thủy làm được không? Duy Bảo. Cái này là cô đọc chậm hơn cái audio luôn rồi đó. Audio nó không lặp lại hai lần đâu. Cô lặp lại hai lần cho tụi con dễ nghe. Ok nào, lần này cô đọc nhanh hơn nha. Cô không đọc lặp lại cho tụi con làm nó đâu nha. À, để cô nói cho tụi con, trong đây có hai nhân vật nha. Cô sẽ đóng nhân vật con gái và nhân vật người phụ nữ nha. Rồi cô cố gắng giả giọng luôn. Ok. Rồi cô gái nói trước nha. Look, this is a photo of my favorite toy shop. That's nice, Anna. Are you in the photo? Yes, I am with my mom. Are you holding your mom's hand, Anna? That's right. My friend Hugo is in this photo too. Where is he? He is sitting on the chair. Is Hugo wearing glasses? Yes. Is your friend's mom in the toy shop too? Yes, her name is Jill. Is Jill wearing boots? Yes, and she's looking at a book about trees. That woman has got a big smile. Yes, her name is Sue. Sue? Yes, she's looking at that toy's mouse. It's funny. Yes, it is. Do you know that boy on the floor? Yes, that's Ben. What he's playing with? It's a train. Ben loves them. Yes, I can see. And that man is my friend's dad. His name is Mark. Is he looking at the doll's house? Yes, it's my friend's birthday. Mark wants the doll's house for her. It's very beautiful. Yes, I'd like to have one of those. Right. Rồi, Khánh Văn, Thanh Thủy, Duy Bảo nghe được chưa? Có cần cô đọc lại lần thứ ba không? Thủy, tell me. Cô nghe rõ không? Con nghe rõ cô. À, Khánh Văn. Dạ con nghe rõ. À, Duy Bảo thì sao con? Dạ con cũng nghe rõ. À rồi. Thank you ba đứa nha. Ghi vào tập của mình nha. Rồi làm xong chụp hình gửi qua cho cô chấm nha. Bữa nay trục trặc kỹ thuật xíu làm laptop có bị hư. Mới hư trưa nay. Ok, wait a minute.
Rồi tụi con ghi đề cho nha. Part 2. Read the questions. Listen and write a name or a number. There are two examples. Ghi đề vào nha để con biết câu chấm nha. Hồi nãy là part 1. Rồi bên cô mơ nữa rồi. Y bảo ghi xong đề cho con. Rồi, xong rồi ha. Now listen to part 2. Okay, look at the picture here. À, cô quên nữa. Cái này nữa này.
Okay, have you finished? Tôi có xong chưa? Chưa hả? Rồi xong rồi phải không? Okay now. Look at the picture. Listen and write a name or number. There are two examples. Đây có hai ví dụ sẵn rồi ha, cô đọc câu ví dụ luôn nha. Okay. Ở đây cũng có hai nhân vật nha, cô cũng sẽ đóng vai hai nhân vật luôn nha. What are you doing, Sam? I'm drawing a picture of a zoo. I see. What's the name of the zoo? It's Pet Zoo. Do you spell that? Yes, this is P-E-T. Rồi, cô đọc lại câu số 1 nha. What are you doing, Sam? I'm drawing a picture of a zoo. I see. What's the name of the zoo? It's Pet Zoo. Do you spell that? Yes, this is P-E-T. Yes, Pet. That's right. Okay, number two. What are your favorite animals? Monkeys. They are very silly. And how many are there in this zoo? 19. 19? Wow, that's a lot. I know. Okay, number two again. What are your favorite animals? Monkeys. They are very silly. And how many are there in this zoo? 19. 19? Wow, that's a lot. I know. Okay, number three. And this is my favorite monkey. He's really funny.
Has he got a name? Yes, it's baby. It's B A B Y. It's very small. Baby is a good name for it. Thanks. Number three again. And this is my favorite monkey. He's really funny. Has he got a name? Yes, it's baby. B A B Y. It's very small. Baby is a good name for it. Thanks. Okay, number four. This picture is for my teacher. Is your teacher Mrs. Chuck? Yes. Do you spell that? Okay. T R U C K. Yes. My classmates and I like drawing pictures of her. Number four again. This picture is for my teacher. Is your teacher Mrs. Truck? Yes. Do you spell truck? Okay, this is T R U C K. Yes, my classmates and I like drawing pictures for her. Okay, number five. Are there a lot of children in your class? No, there are 12. Pardon? There are 12. That's good. Yes, my class is great. Number five again. Are there a lot of children in your class? No, there are 12. Pardon? There are 12. That's good. Yes, my class is great. Rồi, có bạn nào không nghe rõ câu nào thì đọc nói cô có đọc lại nè. Khánh Vân. Không có hả? Thanh Thủy. Duy Bảo thì sao? Không đúng không? Cái này chụp hình gửi cô nha. Ok, part 3. Give part 3. Ghi đài giúp cô. Listen and tick the box. There's one example. Tụi con đợi xíu nha. Bước ra nhanh lên. Cái này. À. Rồi ghi tiếp nha con. Keep writing.
Cái này mấy bạn nghe, mấy bạn ghi A, B hoặc là C cho cô được rồi ha. Duy Bảo ghi xong chưa con? Rồi number 2 này ghi cho con nha. Mấy bạn biết từ monster là gì không? Monster. Biết rồi đúng không? Ok con, em chưa nghe được câu 1 cô. À cô chưa, cô ghi đài thôi, mình ghi đài thôi. Rồi cô đọc luôn một lượt. Rồi xong hết rồi đúng không? Còn có ba này. Number 3 and number 4. Tụi con nghe được câu nào thì ghi sau cái câu hỏi đó là A, B hoặc là C nha.
Rồi xong rồi đúng không? Okay, this is part three. Look at the pictures. Now listen and look. There is one example. Rồi cô đọc câu ví dụ trước nha. Who is in Kim's photo? Cô đọc câu hỏi đấy nha. Is this a photo of your family, Kim? Yes, that's my cousin. And is that your grandma and your father? That's right. My mother isn't in this big photo. Okay, now listen and tick the box. Number one. What animal is Alex thinking about? Okay, let's play again. What animal is this? It's got a long tail and it isn't a snake. Can it swim? Yes, and it's scary. So it's not a horse. I know, Alex. Is it a crocodile? Yes, that's right. Number one again. What animal is Alex thinking about? Okay, let's play a game. What animal is this? Is it got a long tail and it isn't a snake? Can it swim? Yes, and it's scary. So it's not a horse. I know, Alex. It's a crocodile. Yes, that's right. Rồi, xong chưa? Khánh Văn, Y Bảo. Nghe kể cho con, ok. Number two. Which is Grace monster picture? Rồi, hình nào là hình quái vật của Grace ha? Number two. Which is your monster picture, Grace? My monster has got four eyes. Has got four eyes. Wow. Where? Are they in its arms? Yes. And its ears are in its legs. Number two again. What is your monster picture, Grace? My monster has got four eyes. Has got four eyes. Rồi, một gợi ý đầu tiên nha. Wow, where? Are they in its arms? Yes, and its ears are in its legs. Ok, Khánh Văn, Duy Bảo. Nghe kể cho con. Number two. Duy Bảo. Cô đọc lại câu một cho con với cô. À, câu một. Number one. À, Thủy nó dậy đâu vậy con? Nãy mấy con bị trục trặc á cô. À, yeah. Okay, number one. Number one again. What animal is Alex thinking about? Okay, let's play a game. What animal is this? It has got a long tail and it isn't a snake. Can it swim? Yes, and it's scary. So it's not a horse. I know, Alex. It's a crocodile. Yes, that's right. Thủy cần nghe nó lần hai không con? Không hả? Okay, number two. Thủy nghe number two chưa? Chưa. Okay, number two again. Cô đọc câu hỏi trước nha. What is Grace's monster picture? Cô đọc câu hỏi đó nha. Rồi, vô đây. What is your monster picture, Grace?
My monster has got four eyes. Wow. Where? Are they in its arms? Yes. And its ears are in its legs. Rồi, Thủy có nghe lại lần hai không? Không cần hả? Rồi, Duy Bảo ghi bài nha. Number three, where are the tennis rackets? Rackets có nghĩa là gì? Rackets có nghĩa là cây vợt á. Cây vợt mình đánh quần vợt á, tụi con biết không? Ta gọi là tennis rackets. Where are the tennis rackets? Mình xem nó nằm ở đâu nha. Number three, where are the tennis rackets? Children, let's go to the playground and play tennis. Where are the rackets? They are not in the classroom. No, they are in the sports hall. Go and get them, please. Okay, and we've got the balls. Bạn nào biết từ hall không? H-A-L-L. Tụi con biết từ đó không? H-A-L-L-L. Bạn nào ghi được từ đó không? Cô biết từ này lạ này đúng không? H-A-L-L á. Tụi con biết từ đó không? Không hả? Rồi để cô nói nha. Sports hall có nghĩa là hội trường thể thao. Hall có nghĩa là hội trường. Ok. Rồi ghi cho mình từ đó luôn nha. Từ vựng mới. Hall. H-A-L-L. Ok, number three again. Children, let's go to the playground and play tennis. Where are the rackets? They are not in the classroom. No, they are in the sports hall. Go and get them, please. Okay. And we've got the balls. Balls. Là biết rồi đúng không? Chị banh á. Number four. What is new in Dan's bedroom? What is new in Dan's bedroom? Right. Listen carefully. Do you like my bedroom? It's great. Is that a new desk, Dan? No. But look, I've got a new lamp. That's good. You can sit in that old armchair and read your storybooks. Rồi Khánh Văn, Thanh Thủy căn nghe lại lần hai không? Duy Bảo. Rồi đọc cho Duy Bảo nghe nha. What is new in Dan's bedroom? Cái gì mới trong phòng của bạn Dan đây? Phòng ngủ bạn Dan đây. Do you like my bedroom? It's great. Is that a new desk, Dan? No. But look, I've got a new lamp. A new lamp. That's good. You can sit in that old chair and read your storybooks. Rồi, Duy Bảo. Rõ chưa con? Rồi cô gợi ý nha. New lamp. Lamp. A new lamp. Okay, number five. What is in Grandpa's garden? Cái gì trong vườn của Grandpa đây? What has Grandpa got in his garden? Let's look. Well, he hasn't got tomatoes. I don't like those. But he has got potatoes. He has got potatoes.
Great. We can have them with some carrots for dinner. Number five again. What is in Grandpa's garden? What has Grandpa got in his garden? Let's look. Well, he hasn't got tomatoes. I don't like those. But he has got potatoes. Great. We can have them with some carrots for dinner. Rồi, Thủy, Khánh Vân, Duy Bảo. Có cần nghe lại không con? Ok. Nghe kỹ nha. Cái này là potatoes, tomatoes, carrots. Number four. Rồi ghi đầy cho cô. Listen and color. They want example. Okay, so in this picture, there are a lot of cakes. Trong hình này có rất nhiều bánh nè. Chúng ta sẽ nghe vị trí của những cái bánh này, chúng ta sẽ ghi màu vô cho con ha. Okay, part 4. Look at the picture, listen and look. There one sample. Rồi ở đây có hai nhân vật ha. This is a nice kitchen. It's got a lot of cakes in it. Yes. Do you want to cover them? Okay. Look at the cake on the table. The cake on the table? Yes. Color that cake purple, please. Rồi tụi con nghe rõ ví dụ chưa? Rõ rồi đúng không? Ok. Now, you listen and color. One, what can I color now? There is a cake in the cupboard. Cupboard. Bạn ghi vị trí của cái bánh đó. Rồi hai chấm ghi màu cho con nha. There is a cake in the cupboard. In the cupboard. Oh yes. Color that cake yellow. Okay, I'm coloring that cake in the cupboard now. Bạn nhớ từ cupboard không đúng không? Ok, Duy Bảo ok chưa con? Ok. Number two. What color now? À, Khánh Vân sao con? Khánh Vân mở mic. Nói đi con, không sao hết. Em chưa nghe được màu cô. À, không nghe được màu hả? Rồi, ok, nghe lại nha. Number one, cô đọc nhanh hơn nha. What can I color now? There is a cake in the cupboard. Oh, yes. Color that cake yellow. Okay, I am coloring the cake in the cupboard now. Okay, number two. What color now?
Brown is a good color for a cake. Right. Which cake is that color? The one next to the flowers in the window. Yes, the one next to the flowers. That's good. Rồi, câu này nó hơi ngược ngược xíu ha. Người ta nhắc màu trước rồi người ta mới nhắc vị trí của cái bánh nè. Okay, number two again. What color now? Brown is a good color for a cake. Right. Which cake is that color? The one next to the flowers in the window. Yes, the one next to the flowers. That's good. Y Bảo ok chưa con? Khánh Văn, Thanh Thủy thì sao? Ok rồi hả? Rồi cô đọc lại cho Văn Bảo nha. Number 2, cô đọc rất là chậm luôn á. Còn khi mà nghe audio thì nhanh xíu. Ok, number 2. What color now? Brown is a good color for a cake. Right. Which cake is that color? The one next to the flowers in the window. Yes, the one next to the flowers. That's good. Rồi, Duy Bảo ok chưa con? Ok, number mấy rồi? Number three. The girl has a picture of a cake on her t-shirt. Rồi mấy bạn thấy cái bánh đó chưa? Thấy vị trí của bánh đó chưa? The girl has a picture of a cake on her t-shirt. There is a cake on the girl's t-shirt. Yes, look, I can color that cake green. Rồi, Emma, Khánh Văn, Duy Bảo. Ok. Thanh Thủy, ok chưa? Duy Bảo. Không ok thì cứ nói cô đọc lại nha, không sao cả. Ok chưa con? Rồi, ok. Number four. And there is a poster on the wall with a cake on it. Poster. Bạn nào nhớ từ poster? Đó là vị trí của cái bánh. Y Bảo nhớ từ poster không? Ok. Rồi có đọc lại nha. And there is a poster on the wall with a cake on it. Oh yes. I like the cake on the poster. It's a birthday cake. And what color would you like to do that cake? Oh, red. That's my favorite color. Right. Color that cake red now, please. Rồi. Ok chưa Thanh Thủy, ba đứa. Ok. Number five. Can you see the cat is sleeping on a rug with a picture of a cake? You can color that cake blue. Okay, outline a rug with a cake on it for my bedroom. Yes,
Me too. Rồi number 5, có khó gì không? Cô đọc lại không? Y Bảo. Number 5. Rồi cô đọc lại number 5. Can you see? The cat is sleeping on a rug with a picture of a cake. You can color that cake blue. Okay, I'd like a rug with a cake on it for my bedroom. Yes, me too. Rồi, Dĩ Bảo. Okay, chưa con? Em chưa nghe được cái màu cô. À, cái màu hả? Okay. Can you see the cat is sleeping on a rug with a picture of a cake? You can color that cake blue. Okay, I'd like a rug with a cake on it for my bedroom. Yes, me too. Rồi, hồi nãy cô đọc rồi đó nha. Cô đọc lại một câu gợi ý này. You can color that cake blue. Rồi, Duy Bảo nghe chưa con? Ok. Rồi, phần 4 phần nghe. 4 phần nghe mấy bạn làm rồi mấy bạn gửi qua cho cô nha. Rồi, hồi nãy có phần này cô thấy. Rồi, phần này mấy bạn làm được không? Được đúng không? Rồi, cho cô hỏi thử bạn này. Tên gì? What's her name? What's his name? Ok, Thanh Thủy. His name is Hugo. Very good, Hugo. Rồi, ghi vậy là được rồi đúng không? Mấy bạn hiểu bài rồi đúng không? Làm được hết đúng không? Hỏi thử bạn này nữa thử xem. Con. Sao Duy Bảo? Cô vuốt lên cho em ghi này cái bắt bắt một đi cô, em chưa kịp ghi. Đây ha con. Rồi, ghi đi. Listen and draw lines. Rồi, cô phân tích luôn nha. Đây, chữ draw là vẽ này. Lỡ có từ vựng nào không biết, mình nhớ luôn. Nhớ từ hall hồi nãy cho cô nha. Hội trường. Đâu hỏi Khánh Văn thử bạn này, ông này tên gì? What's his name? What's his name? His name. He names Mac. Very good. Rồi, ok rồi. À, Duy Bảo. What's his name? Ben. Very good. Thank you, Duy Bảo. Dennis ha. Rồi, ok. Bốn phần gửi qua cho cô chấm nha. Rồi, bây giờ mình làm phần reading and writing. Đâu rồi? Đây. Ghi lại cho cô nha. Ghi reading and writing, part 1.
Rồi cô kéo xuống xíu nha. Ai ghi xong đề chưa? Rồi mình ghi câu này ra rồi ghi đánh dấu tick hoặc là cross cho cô nha. Hai câu ví dụ khỏi ghi. This a book. Đúng rồi ha. These are lemons. Bạn nào biết lemons không? Lemons là trái gì? Thanh Thủy. Là trái chanh. Đúng rồi. Thank you Thanh Thủy. Thu Thủy, Thanh Thủy gì đó. Dennis, con biết the lemons không? Rồi cô kéo xuống nha. Rồi. Ghi number one. This is a bag. Take a cross.
Chúng ta xong chưa? Xong hết rồi đúng không? Part 2. Look and read. Write yes or no. Tụi con ghi câu hỏi câu trả lời á, cái nào không biết hỏi cô nha, không biết nghĩa. Bài này hạn nộp là trước 2 giờ ngày mai nha.
Bạn nào viết xong part 2 rồi thơ thơ tới part 3 nha. Cô ơi cô. Cô, con chưa xem được hình cô ơi. À. Hình này cô gửi qua yên tâm đi. Hẹn của mình tới 2 giờ ngày mai đúng không ạ? Part 3. Cô em chưa ghi được câu 5 cô ơi. Rồi. Rồi phần này cô thấy cũng hơi là easy này. Bạn nào làm được thì làm được. Thì làm luôn đi ha. Look at the pictures, look at the letters and write the words. Nhìn hình ha. Ở đây có những chữ cái xáo trộn này. Ghi thành một từ đúng. Cô em chưa ghi được đề. Rồi đó con.
Rồi part 4 ha. Read this to a word from the box. Write the correct word next to the numbers 1 to 5. Rồi phần này mấy bạn ghi đề trước đi ha. Xong đề rồi đúng không? Chị bảo xong chưa con? Rồi phần này cô yêu cầu chỉ ghi cho cô câu trả lời thôi ha. One. Hai chấm ghi đáp án ra. Tom's pet is a cat. It lives in the house with Tom and his family. It has a long tail and two green. Rồi. Mấy bạn chọn từ nào thì ghi vô số 1, chọn từ nào thì ghi từ đó vào cho cô. Có từ nào mấy bạn không biết không? Ừ. Mấy bạn biết từ tail này không? It's tail là long tail. Biết đúng không? Two green. Hai cái gì? Hai cái gì màu xanh? Cái hình là minh họa thôi nha. In the morning, vào buổi sáng thì the cat plays on the, con mèo nó chơi ở đâu? Trên đâu?
His favorite toy is a cái đồ chơi yêu thích của nó là is a it drinks is drinks uống ở trong này uống được cái gì nào? And eats là ăn ăn cái gì nào? Rồi mấy bạn xong chưa? It's easy. Rồi đợi bạn Khánh Văn nữa ha. Khánh Văn xong chưa con? Xong rồi ha. Rồi part 5. Part 5. Rồi yêu cầu của đề bài là nhìn hình, đọc câu hỏi và chỉ viết một từ thôi nha. Một đáp án là một từ thôi nha. Ok. Number one, không cần ghi câu hỏi, ghi cái từ đó ra cho cô thôi. What is mom throwing? Throwing, có bạn nào biết từ này không? Throwing, throwing. Ờ, Thanh Thủy biết đúng không? Nói cho bạn nghe nè. Thanh ném. Ừ, đúng rồi. Hai bạn Khánh Văn với Dennis. Mom ném cái gì nào? Nhìn hình kia cho cô. Một từ thôi nha. Okay, number two. What is jumping behind the man? Cái gì? Jumping có nghĩa là nhảy đúng không? What is jumping behind the man? Cái gì nhảy sau lưng hai người đàn ông này đây? Một từ cho cô thôi. À, ghi vô tập luôn nha. Này mình ghi vô tập để mình chụp chụp hình gửi cho cô chấm điểm. Behind. Rồi, number three. Who is taking a photo? Ai là người chụp hình vậy? Ghi một từ cho cô thôi. Cô ơi, hồi nãy em chưa ghi hết đề cô. À đề hả con? Để lát mình ghi sao cũng được, hoặc không ghi cũng được. Tại phần này phần cuối rồi. Cô biết phần cuối. Rồi. Rồi number 3 mấy bạn xong chưa? Xong rồi đúng không? Khánh Văn. Ok, number 4. How many fish are jumping in the sea now?
Number five. Who is pointing at the fish? Pointing có nghĩa là chỉ. Ai đang chỉ vào fish? Ai đang chỉ vào fish đây? Một từ duy nhất. Trong hình này ai chỉ con cá? Con có thể nói là bạn này hoặc là ông này cũng được. Để tới bạn này cũng chỉ cá này, người này cũng chỉ cá này. Rồi. Giờ thống nhất ghi bản này cho cô nha. Ok, ghi bản này cho cô nha. Ok. Ok, that's the end of the class. Rồi. Bài kiểm tra hôm nay chúng ta có nhiều rồi, mấy bạn chụp hình làm xong gõ qua cho cô nha. Cô chấm điểm nha. Này là bài test của mình đó. Rồi, ok. Do you have any questions? Có câu hỏi gì không con? Ok, if you don't have any questions, we stop here. Ok, goodbye class. Take care. Goodbye. Goodbye teacher. Teacher. Goodbye. Ok, goodbye class. Teacher.